Các bạn thân mến, những năm 30 của thế kỷ 20, khi những nhà thơ lãng mạn lăn quẩn quanh với cảm giác cô đơn, sự tù túng, sự nhỏ bé cạn hẹp của cái tôi cá nhân mà chưa có cách vượt thoát, thì Tố Hữu, một học trò trường Quốc học Huế như đã tiếp nhận được không khí thời đại, sớm băn khoăn đi kiếm lẽ yêu đời. May mắn cho người con xứ Huế khát khao tìm kiếm lẽ sống ấy. Anh Lưu, anh Diểu dạy con đi, chỉ cho con đường tương lai, cũng là khai sinh một con đường thơ cho người chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi. Sáng tác trong một hoàn cảnh đặc biệt, đánh dấu mốc son chói lọi trong đời cách mạng, đời thơ Tố Hữu. Từ ấy là bài thơ thể hiện rõ nét hình tượng tác giả, người chiến sĩ cộng sản khi bắt gặp lý tưởng cộng sản và những chuyển biến, thay đổi trong nhận thức và tình cảm của người thanh niên cách mạng ấy. Bài học mà ngày hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chính là bài thơ Từ ấy của nhà thơ Tố Hữu. Tác giả Tố Hữu chúng ta sẽ được học tìm hiểu chi tiết trong chương trình ngữ văn lớp 12. Cho nên ở bài học này, cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nét chung nhất thôi. Tố Hữu sinh năm 1920, mất năm 2002. Tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành, quê ở làng Phù Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo, song thân của Tố Hữu rất say mê với việc sưu tầm ca dao, tục ngữ. Ông cũng lại sinh ra ở mảnh đất rất giàu truyền thống văn hóa với những làn điệu dân ca, điệu hò, mái nhì, mái đẩy, với nhã nhạc cung đình. Tất cả có ảnh hưởng không nhỏ tới tâm hồn thơ của Tố Hữu. Năm 17 tuổi, Tố Hữu đã giác ngộ cách mạng. Và đến năm 1938, khi mới 18 tuổi, ông đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản. Chính vì vậy, con đường thơ của ông song hành với con đường cách mạng. Sự nghiệp thơ ca gắn liền với sự nghiệp cách mạng. Đó cũng là chặng đường phát triển không ngừng về tư tưởng, nghệ thuật của thơ Tố Hữu. Con đường thơ của Tố Hữu bắt đầu gần như cùng lúc với con đường hoạt động cách mạng. Chính vì vậy, ông được coi là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng. Nội dung thơ Tố Hữu bám sát chặng đường cách mạng để phản ánh. Vì vậy, thơ ông thể hiện lẽ sống lớn, tình cảm lớn của người công dân, người chiến sĩ, người cán bộ cách mạng đối với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, với Bác Hồ. Thơ ông thể hiện rõ tính chất trữ tình chính trị và nghệ thuật thì đậm đà tính dân tộc. Ở bài thơ Từ ấy, chúng ta thấy được niềm vui sướng và những thay đổi trong nhận thức, tư tưởng, tình cảm của Tố Hữu khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Vậy thì tác phẩm này được trích trong tập thơ Từ ấy là tập thơ đầu tay của Tố Hữu, xuất bản năm 1959. Tập thơ này được sáng tác trong suốt 10 năm từ 1937 đến 1946. Dung lượng gồm có 71 bài, chia làm 3 phần: Máu lửa, Xiềng xích và Giải phóng. Phần Máu lửa gồm có 29 bài thơ, là tiếng reo vui của chàng thanh niên trí thức Tiểu Tư Sản khi bắt gặp lý tưởng của Đảng và yên tâm đi theo con đường đấu tranh cách mạng. Phần Xiềng xích gồm 29 bài, là khẩu khí của người chiến sĩ cách mạng không chịu khuất phục trước sự tàn ác, dã man của kẻ thù. Và cuối cùng, phần Giải phóng gồm có 13 bài thơ, phản ánh lại những thành công vang dội của cách mạng. Bài thơ Từ ấy nằm trong phần Máu lửa, được sáng tác vào tháng 7 năm 1938, khi Tố Hữu được kết nạp Đảng. Nhan đề Từ ấy mang tính chất phiếm chỉ, nhưng người đọc đều biết đó là sự kiện kết nạp Đảng của Tố Hữu, nhắc đến bước ngoặt quan trọng trong tư tưởng, tình cảm của Tố Hữu. Từ ấy có nghĩa là cái giây phút đầu tiên chàng thanh niên học sinh Nguyễn Kim Thành bắt gặp lý tưởng cộng sản, cái giây phút hết sức thiêng liêng, quyết định cả cuộc đời, cả một số phận, cả một sự nghiệp, cả một hồn thơ. Bài thơ ngắn gọn như sau: Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý trói qua tim, hồn tôi là một vườn hoa lá, rất đậm hương và rộn tiếng chim. Tôi buộc lòng tôi với mọi người, để tình trang trải với trăm nơi, để hồn tôi với bao hồn khổ, gần gũi nhau thêm mạnh khối đời. Tôi đã là con của vạn nhà, là em của vạn kiếp phôi pha, là anh của vạn đầu em nhỏ, không áo cơm, củ bất, củ bơ. Ba khổ thơ rõ ràng, chia bố cục của bài thơ thành ba phần. Khổ thơ thứ nhất
diễn tả niềm vui sướng, say mê của tác giả khi gặp lý tưởng của Đảng. Khổ thơ thứ hai là những chuyển biến trong tư tưởng, nhận thức. Và khổ thơ thứ ba là sự chuyển biến trong tình cảm của nhà thơ. Chúng ta sẽ cùng phân tích, tìm hiểu tác phẩm này qua bố cục ba phần này.